vé concert Blackpink, mua 9,8 triệu, rao bán 12,5 triệu đồng. Hàng loạt tài khoản mạng rao bán vé concert Blackpink ở Hà Nội với mức giá cao. Vé card 4 có giá 1,8 triệu đồng được rao bán với giá mới là 4 triệu đồng. Ngày 7 tháng 7, concert Blackpink tại Hà Nội của Blackpink chính thức mở bán vé. Không lâu sau khi mở bán, các hạng vé card 5, 1,2 triệu đồng, card 4, 1,8 triệu đồng hay vé VIP, 9,8 triệu đồng, nhanh chóng được bán hết. Tuy nhiên, cũng ngay sau khi mở hệ thống bán, tình trạng bán lại vé tràn lan trên mạng xã hội. Đến hiện tại, các hội nhóm K-pop hoặc về Blackpink vẫn tràn ngập những bài đăng, bình luận bán lại vé concert. Trong nhóm Du Concert Blackpink, Blackpink ở Việt Nam có hơn 40.000 thành viên. Khi đăng bài cần tìm vé card 2 hoặc card 3, một tài khoản đã nhận được cả nghìn bình luận bán lại vé. Mức vé bán lại cũng đa dạng. Nhiều người thông báo nhượng lại vé bằng giá trên trang web chính thức cộng thêm 300.000 đồng công đặt hộ. Người khác lại lấy 400.000 đồng hoặc 500.000 đồng tiền công. Tuy nhiên, không ít trường hợp đẩy giá lên cao, thậm chí gấp nhiều lần so với giá gốc. Chẳng hạn vé card 4 có giá 1,8 triệu đồng được trao bán với giá mới là 4 triệu đồng. Trong khi đó, card 1 giá gốc 6,8 triệu đồng được bán với mức hơn 8 triệu đồng. Tài khoản HV thậm chí bán lại vé VIP giá gốc 9,8 triệu đồng với giá 12,5 triệu đồng. Bình luận bán lại vé tràn lan trên mạng xã hội. Trong đó, vé VIP được bán với giá 12,5 triệu đồng. Cùng những bài viết bán lại vé, người hâm mộ cũng kêu gọi nhau không mua vé được bán lại để tránh lừa đảo. Họ bất bình khi phe vé lợi dụng thời cơ đặt vé rồi đẩy giá lên cao. Ban tổ chức chỉ bán ra vé online và mỗi khán giả đặt vé thành công sẽ được cung cấp mã đơn hàng. Vì thế, một vé có thể được bán cho rất nhiều người khác nhau. Chỉ khi tới quét mã ở cổng vào ngày concert diễn ra, người mua mới biết bản thân có bị trùng mã với người khác hay không. Do đó, việc mua lại vé lúc này có rất nhiều rủi ro. Tình huống này đã xảy ra ở show của Đen tại Hà Nội cách đây không lâu. Vì ban tổ chức chỉ bán vé online thông qua mã QR và mỗi cốc vé bán ra chỉ được check-in một lần duy nhất. Do đó, rất nhiều khán giả bị lừa. Đen phải lên tiếng cảnh báo khán giả thật sáng suốt khi mua vé của người lạ. Hiện tại, theo thông báo trên trang chính thức, ở concert đầu tiên, hôm 29 tháng 7, ban tổ chức đã bán hết vé VIP 9,8 triệu đồng, card 5, card 4 và card 3. Trong khi đó, vé card 2, card 1 và Platinum có mức giá dao động từ 5,8 triệu đồng tới 7,8 triệu đồng vẫn còn. Với concert thứ hai, hôm 30 tháng 7, hạng vé từ 5,8 triệu đồng tới 9,8 triệu đồng chưa được bán hết. Những hạng vé có giá từ 3,8 triệu đồng đổ xuống đã cháy hàng. Hệ thống bán vé khi được mở bán vào 7:07 liên tục bị lỗi. Đầu tiên, hệ thống mở bán chậm 10 phút so với thời gian thông báo. Một số khán giả cũng phản ánh tình trạng khi đã vào được trang mua vé, họ lại bị thoát ra ngoài và phải xếp hàng chờ lại từ đầu. Một số khác thậm chí bị trừ tiền trong thẻ ngân hàng nhưng hệ thống báo đơn hàng không thành công. Ngoài ra, giờ mở bán vé cho ngày 2 cũng bị lùi một tiếng so với thông báo ban đầu. Từ 14:07:07, hệ thống mở bán lùi xuống 15 giờ. Concert Blackpink sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Cách thức đặt vé Blackpink tại Hà Nội tương tự concert diễn ra trước đó tại Thái Lan, Singapore của Blackpink. Khi thời gian mở bán bắt đầu, khán giả được yêu cầu lập tức click vào mua vé ngay trên trang web chính thức. Từ đây, khán giả được chuyển vào trang queue. Những khách hàng vào queue đầu tiên sẽ được chuyển trực tiếp đến trang mua vé. Những người vào sau sẽ chờ đến lượt theo số thứ tự. Sau khi khách hàng bên trong hoàn tất thanh toán, những người có thứ tự tiếp theo ở trang queue sẽ được chuyển vào trang mua vé. Mỗi khách hàng chỉ có 5 phút để mua. Nếu quá thời gian quy định, khán giả có thể mất lượt và phải xếp hàng lại từ đầu. Concert không mở cửa cho khán giả dưới 12 tuổi vào khu đứng. Trẻ từ 5 tuổi trở xuống không được vào khu vực ngồi. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có người lớn từ 18 tuổi trở lên đi cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.